Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là Mi của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay thì Thành sẽ chia sẻ với mọi người những cái công việc liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng máy phát. Ở đây mọi người đang nhìn thấy đây. Đây là hệ thống máy phát của nhà máy. Đây là nhà máy sản xuất, nha mọi người nhé. Đây là hai con máy phát ngoài trời. Đấy. Hai máy phát ngoài trời. Đây là hệ thống máy phát cho nhà máy sản xuất. Đấy. Nhà máy sản xuất ở những cái khu công nghiệp bình thường mọi người gặp cũng khá là nhiều rồi đúng không nhưng mà mọi người nhìn thấy đây là cái máy phát này ấy, được đặt trong một cái công cái này để giảm cái tiếng ồn đấy đây để giảm cái tiếng ồn đi nhưng mà mọi người biết là cái máy phát mà công suất lớn thì khi mà phát lên thì cái tiếng ồn gây ra rất là lớn nên là ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt rồi là quá trình sản xuất đây mọi người thấy này đây chỗ phần này là hai con máy phát ở ngoài trời thế còn đây là cái phần mà Máy phát ở trong nhà. Đây là máy phát trong nhà này. Đây là chỗ phần điều khiển này. Con này là có 200 250 kVA thôi. Đây. Nhưng con này nằm ở trong nhà cũng kín nhưng con này công suất nhỏ hơn hai con ở ngoài. Đấy. Công suất nhỏ hơn nha anh em nha Thì ngày hôm nay Điện Việt Nam sẽ chia sẻ với mọi người cái công việc liên quan đến bảo dưỡng máy phát. Đấy thì bảo dưỡng máy phát nó sẽ chia thành có rất nhiều quy trình nó phụ thuộc vào từng hãng Đấy, phụ thuộc vào từng hãng mỗi hãng này có một cái quy trình riêng đặc biệt nhưng nó sẽ có những cái thống nhất chung nhất định thì mình sẽ chia thành cái phần bảo dưỡng ấy thì mọi người thấy rằng nó có hai cái chế độ chế độ a và chế độ b Đấy, bảo dưỡng cấp độ a và bảo dưỡng cấp độ b ngoài ra thì mình sẽ đi sâu vào hai cái cấp độ này thôi còn cái cấp độ mà cao hơn thì mình sẽ chia sẻ, xin phép chia sẻ cho anh em ở những video sau. Đối với bảo dưỡng cấp độ A ấy, thì cái thời gian bảo dưỡng, anh em chú ý nhé, cái thời gian bảo dưỡng cho cái máy phát điện của chúng ta cấp độ ba cấp độ A là từ 1 đến 3 tháng cho một lần nhé. 1 đến 3 tháng cho một lần, trên một lần. Cái việc mà chúng ta kiểm tra bảo dưỡng ấy, cái mục đích của cái việc mà bảo trì bảo dưỡng máy phát là chúng ta kiểm tra căn chỉnh lại tổng thể máy phát để làm sao cho máy phát nó hoạt động ổn định này và đồng thời là chúng ta cũng kịp thời phát hiện hoặc là chúng ta tiên lượng được những cái hư hỏng nhất định của hệ thống trong quá, tr quá trình mà vận hành sắp tới à, từ đó là chúng ta sẽ có những cái đề xuất cho cái việc mà sửa chữa thay thế các thiết bị đấy thì ở đây mọi người thấy rằng là những cái nội dung chính những cái nội dung chính của cái việc mà bảo dưỡng máy phát điện cấp độ A đó là gì đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp nhận máy Đấy, tiếp nhận máy thì rõ ràng là là tiếp nhận máy thì chúng ta sẽ phải có những cái biên bản ghi nhận những cái trạng thái ban đầu đúng không Đấy, khi mà ở đây là mình chia sẻ thôi nha anh em nhé thì khi mà mình làm việc ví dụ làm việc với các chủ đầu tư Đấy làm việc với khách hàng mà họ có nhu cầu muốn bảo trì bảo dưỡng máy phát ấy thì thì giờ mình sẽ đầu tiên đến là sẽ khảo sát. đương nhiên là sẽ sẽ là cái công việc mà khảo sát lên báo giá. Khi mà giờ chốt được rồi thì bắt đầu là tiến hành là là triển khai. Tiến hành triển khai rồi thì sẽ có cái biên bản xác nhận cái hiện trạng của máy phát xem là có bị gì có bị gì dầu gì nhớt hay không. Rồi là máy phát hoạt động có tốt hay không, có vấn đề gì trong cái quá trình mà mà vận hành hay không. Đấy. Thì tiếp theo khi sau khi mà chúng ta mà xác nhận cái tình trạng của máy phát rồi ý, thì chúng ta sẽ kiểm tra đến xem là nó có bị rỉ dầu gì nhớt hoặc là nước làm mát có bị rỉ ra ngoài hay không đấy thì đấy cũng là một trong những cái công việc mà rất là quan trọng trong cái việc bảo trì bảo dưỡng máy phát rồi là chúng ta sẽ kiểm tra cái đồng hồ rồi hệ thống an toàn xem nó còn ok không kiểm tra cái áp lực nhớt này rồi là tiếng động lạ này rồi là cái hệ thống mà khí nạp rồi, rồi, hệ thống xả hệ thống ống hơi Đấy, kiểm tra xem là cái độ ồ, căng đai của dây cura xem là nó còn ổn không không lại như cái trường hợp mà gần đây nhất mà bên mình xử lý là cái dây cura nó, nó nó, dùng lâu quá rồi nó nó cũ dẫn tới là gì cái 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 dây cura nó gần đứt rồi đấy, may mà phát hiện ra kịp thời thì anh em đã tiến hành là tư vấn cho cho bên chủ đầu tư là thay cái, cái dây cù loa đi. Ngoài ra mà không thể nào quên là đó là cái cái công đoạn mà chúng ta sẽ phải kiểm tra cái tình trạng của cánh quạt, đấy kiểm tra xem là điều chỉnh cái cái điện áp xem là nó có ổn định hay không, rồi là kiểm tra cái hệ thống ác quy. Nhưng mà người biết rồi trong cái phần máy phát ấy thì bao giờ cũng có cái hệ thống ác quy, đấy một vài bình ác quy ở cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra luôn cái ác quy đấy xem là nó còn ổn định hay không rồi là chúng ta kiểm tra tần số của dòng dòng điện sau khi mà chúng ta kiểm tra rồi thì nó sẽ gì sẽ tiến hành cái bước chạy thử máy kiểm tra tổng thể máy xem là trong cái quá trình mà chúng ta chạy nó có phát hiện ra cái vấn đề gì không tại vì thực tế là những cái người mà vận hành ấy thực tế những cái người mà vận hành thì người ta nhiều khi người ta không phải là cái chuyên môn khám bệnh nên là người ta cũng không có thể là trong máy phát nó xuất hiện những cái hiện tượng lạ nhưng mà người ta không thể người ta không thể đoán biết được như là ví như ví dụ như những trường hợp mà uh, trường hợp mà uh, trong máy phát phát hiện ra tiếng tiếng kêu lạ trong cái quá trình vận hành này là chúng ta cũng sẽ phải kiểm tra và và sát sao kiểm tra kỹ cho cái vấn đề đấy thì uh, đấy là cái việc mà mình chia sẻ về cái phần bảo dưỡng à ngoài ra thì nó còn sẽ có cái phần mà vệ sinh đúng rồi vệ sinh máy máy phát nữa chúng ta sẽ vệ sinh máy phát này cân chỉnh lại máy để làm sao mà nó cái đạt cái hiệu quả hiệu hiệu suất hiệu suất cao nhất mọi người biết rồi là trong máy phát ấy thì nó sẽ tính theo cái, cái hiệu suất đúng không đấy hiệu suất rồi là chạy thử bình thường thì bên mình sẽ chạy thử từ 15 đến 20 phút đấy chạy thử 15 20 phút mà sau khi mà bảo bảo trì bảo dưỡng xong mà chạy thử 10, 10, 15 20 phút rồi mà thấy nó không có cái hiện tượng lạ rồi các vấn đề mà được xử lý rồi ấy, thì, thì cho dừng máy và bàn giao lại máy cho khách hàng thôi đấy đúng không thì đấy là những cái công việc trong bảo dưỡng máy phát cấp độ a thế còn đối với cấp độ b đối với cấp độ b thì mình chỉ bổ sung thêm một chút thôi nhé bổ, bổ sung thêm một chút về cái thời gian thực hiện bảo trì bảo dưỡng đối với cấp độ b thì nó lại dài hơn nó là 12 tháng cho một lần hoặc là 250 giờ đối với những cái máy mà nó chạy nó nó chạy suốt đấy nó đối với máy nó chạy suốt mục đích của cái việc mà mà bảo trì bảo dưỡng cấp độ B này là gì khi mà bảo trì bảo dưỡng cấp độ B đấy là chúng ta sẽ tiến hành thay thế thay thế lọc cho máy phát điện đấy thay dầu nhớt này thay nước làm mát rồi là chống nó đông cặn này rồi là căn chỉnh lại cái hệ thống máy xem là cho nó hoạt động làm sao nó có hiệu suất cao nhất ngoài ra chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ máy phát đi đấy phòng máy phát thì chúng ta cũng sẽ phải vệ sinh sạch sẽ đi cái phòng máy phát cũng cực kỳ quan trọng nha mọi người nha cái phòng máy phát đấy chúng ta cũng phải vệ sinh sạch sẽ đi bởi vì những cái thiết bị điện của chúng ta ấy nó làm việc trong môi trường nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái cái, cái tuổi thọ của thiết bị đấy nhá anh em nhớ sau đó chúng ta sẽ gì lập báo cáo báo cáo tình trạng và chúng ta đề xuất ra những cái ý kiến đấy chúng ta đề xuất ví dụ chủ đầu tư, nít là ừ, anh anh nên làm cái này, anh nên làm cái kia để làm sao nó duy trì được cái tuổi thọ rồi là duy trì được cái hiệu suất làm việc cao nhất, Đấy. thì bằng những cái nghiệp vụ chuyên môn của chúng ta, chúng ta giúp cho khách hàng làm sao mà nó nó hiệu quả nhất và cái chi phí nó là thấp, Đấy. khi mà chúng ta tiếp nhận đối với bảo dưỡng máy phát cấp độ b khi mà chúng ta tiếp nhận đấy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra những cái cái vấn đề sau đấy, kiểm tra những vấn đề sau thứ nhất là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái hệ thống giải nhiệt đấy, tức là hệ thống giải nhiệt hệ thống làm mát tiếp theo là gì chúng ta kiểm tra cái hệ thống mà bôi trơn dầu nhớt xem nó ok chưa rồi là kiểm tra đến hệ thống nhiên liệu xem là nó có còn nhiên liệu không hay là nó hết rồi rồi là kiểm tra đến khí khí nạp hệ thống khí nạp rồi kiểm tra đến phần gì khí thải này rồi phần khởi động này rồi là kiểm tra đến cả phần động cơ nữa đấy và đầu máy phát này bảng điều khiển này rồi là chúng ta vận hành chạy thử bàn giao thì mọi người rõ ràng rằng nếu mà mọi người thấy rằng bảo dưỡng cấp độ b này nó chuyên sâu đấy nó chuyên sâu hơn nhiều so với bảo dưỡng cấp độ a đúng không đấy thì đối với cái hệ thống mà giải nhiệt anh em chú ý là trong cái quá trình mà chúng ta làm ấy thì chúng ta chú ý là ta sục rửa nước bằng dung dịch chuyên dụng này đấy, thay nước làm mát uh, chống đông cạn này rồi chúng ta xịt rửa uh, uh, xịt rửa uh, giải nhiệt đi vệ sinh cái bên ngoài két nước đi để cho nó 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 đỡ đọng lại đấy. rồi là kiểm tra xem là nó có bị rò rỉ cái hệ thống giải nhiệt cho động cơ không cái này, cái này nó liên quan đến phần mà làm mát đấy kiểm tra cái hệ thống ống rồi khớp nối của nước làm mát xem nó còn tốt không này cũng phải kiểm tra cái dây cu nữa kiểm tra cánh quạt hệ thống làm mát bằng gió này rồi là kiểm tra những cái cảm biến xem là nó còn sống hay chết cảm biến mà chết rồi thì thì, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà vận hành máy phát đối với cái hệ thống bôi trơn thì mọi người kiểm tra cho mình dầu nhớt lọc dầu này rồi là sẽ thay cái thay dầu nhớt đi nếu mà cần thiết chúng ta thay dầu nhớt này, này thay lọc dầu này, thay lọc dầu nhánh này rồi kiểm tra rò rỉ dầu này ấy rồi kiểm tra nhiệt độ dầu xem là nó có ổn định hay không rồi kiểm tra áp lực dầu nếu mà nhiệt độ dầu cao quá là chúng ta cũng sẽ phải đánh giá nhé chúng ta sẽ phải có cái biện pháp mà kiểm tra sâu hơn để chúng ta đánh giá chi tiết xem là nó là cái vấn đề nó ở đâu ra và chúng ta xử lý nó hệ thống nhiên liệu thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là tổng thể cái hệ thống nhiên liệu xem nó như thế nào thay thế xem là có phải thay lọc nhiên liệu không có phải thay lọc tách nước không rồi kiểm tra xem là cái nhiệt nhiệt nhiên liệu ấy Đấy, nhiệt nhiên liệu ấy nó sẽ còn tốt hay không kiểm tra xem là bơm dầu cao áp nó còn hoạt động không nhiều trường hợp mình gặp nó là cái bơm dầu không hoạt động nữa cái điều này là là khá là nguy hiểm nhé tiếp theo đến cái hệ thống khí nạp với cái hệ thống khí nạp thì mọi người kiểm tra xem mình xem là rò gì rò gì cái hệ thống khí nạp rồi kiểm tra cho mình khớp nối cả khớp cứng và khớp mềm xem là là nó còn hoạt động tốt hay không kiểm tra trạng thái khí khí nén đấy xem là đo cái áp suất khí nạp của từng máy đấy, Đoàn làm chi tiết thế đấy mọi người rồi kiểm tra cái hệ thống hơi nhá thay lọc gió đi rồi kiểm tra cái hệ thống khí nạp đấy. Cái hệ thống khí nạp thì chúng ta sẽ kiểm tra tùy từng máy đấy thì từng máy mới có chứ không phải là máy nào cũng có đâu nha anh em nhé đối với cái hệ thống khí thải đấy thì chúng ta kiểm tra rò, rò rỉ cái hệ thống thoát khí đấy, thoát khói xem là nó có nó có vấn đề gì không này rồi kiểm tra cái khí màu thải Đấy, khí màu thải cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải kiểm tra ờ, bởi vì sao bởi vì cái khí khí thải nó ra ấy, nó có màu màu khác màu khác lại ấy, nó cũng đánh giá chính xác cái 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 vấn đề cũng như là cái bệnh ở bên trong máy phát đấy rồi kiểm tra cái hệ thống lọc khói đấy, thay thế lọc khói máy phát đi nhé nếu mà cảm giác mà cảm thấy mà nó 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 không ổn cái chúng ta thay thế luôn đấy, đối với cái hệ thống khởi động Hệ thống khởi động thì chúng ta sẽ kiểm tra uh, sạc ắc quy bao gồm là sạc diamo rồi là sạc tự động bằng lưới điện. Nó sẽ tùy loại, đấy, tùy loại. Thì chúng ta kiểm tra thêm cả mức uh, nước axit của từng ắc quy. Đấy, rồi là đo cái điện áp ắc quy này, kiểm tra độ sụt áp của ắc quy này khi mà đè, khi mà chúng ta đè, đè chúng ta sẽ kiểm tra đó là gắn máy luôn mà đấy để chúng ta kiểm tra xem là ở uh, khi đề một cái thì cái cái, cái sụt áp của quy nó như thế nào đấy mình đã gặp một trường hợp nó là nó sụt áp sụt áp ác quy và khi mà mà kiểm tra thì vấn đề nó lại hỏng nó bị hỏng bên trong cái cái nội nội trở quá quy đấy rồi là chúng ta cũng kiểm tra nội trở quá quy này kiểm tra cực quá quy xem là nó có bị ăn han ăn mỏ rít gì không nếu chúng không thì chúng ta sẽ phải có kiếm những cái biện pháp để chúng ta chụp cái cực lại đấy tránh cái việc mà chúng ta gì để nó han gì ăn mòn ra xong là chúng ta sẽ phải gì? bị mò ve nó ảnh hưởng xấu đến cái việc công tác đề đề khởi động máy phát đấy tiếp nữa là chúng ta sẽ kiểm tra cái hệ thống dây điện nối ác quy chiều trường hợp nó là nhiều máy phát để ở trong cái phòng nó bẩn nó là có chuột bọ nó có chui vào ấy nó vào nó cắn cả cái dây ác quy đấy rồi chúng ta kiểm tra củ đề xem là còn hoạt động tốt hay không đúng không củ đề về động cơ ấy động cơ thì chúng ta kiểm tra tổng thể trước khi chạy rồi sau đó là chúng ta kiểm thể kiểm tra tổng thể trong cái quanh chạy rồi là kiểm tra xem có tiếng kêu lại hay không rồi kiểm tra cái độ rung lắc này rồi kiểm tra cái chỉ số trên cái bảng điều khiển khi mà bảng điều khiển mà máy phát nó chạy thì nó sẽ hiện cái thông số lên rồi là ta căn chỉnh lại cài đặt lại các thông số và và theo cái chuẩn của máy phát đấy mình thấy là nhiều trường hợp mà anh em mua về là là anh em sử dụng nguyên cái mặc định của của nhà sản xuất chủ yếu là như thế nhiều khi anh em cũng vẫn phải căn chỉnh lại theo cái đặc thù đặc Đặc, đặc, đặc thù và thông số kỹ thuật của của nhà máy mình đầu máy phát đầu máy phát chúng ta kiểm tra cái kết nối tiếp xúc đấy. rồi là kiểm tra cái hệ thống làm mát của đầu máy phát rồi đo cái độ cách điện của cuộn dây đấy thì những cái này thì những anh em thí nghiệm thì sẽ sẽ kiểm tra rồi đúng không kiểm tra đo điện trở cách điện rồi đo điện trở của cuộn dây đấy, trong cái động cơ máy phát cái bảng điều khiển thì chúng ta kiểm tra tổng thể về cái bảng điều khiển này dây kết nối này cái bàn phím xem nó còn còn tốt không này rồi màn hình hiển thị xem nào rồi chúng ta kiểm tra cái lịch sử các lỗi ECU rồi kiểm tra các trạng thái cảnh báo trên cái bảng điều khiển tablo đấy thì chúng ta kiểm tra xem nó như thế nào sau khi mà anh em đã kiểm tra những cái bước mà mình nói thì chúng ta sẽ tiến hành uh, vận hành chạy thử đấy vận hành chạy thử thì khi mà vận hành vận hành chạy thử đấy thì chúng ta kiểm tra xem là uh, trong cái quá trình mà chạy thử ấy thì chúng ta có thấy là có tiếng động lại hay không đấy chúng ta sẽ kiểm tra thì nó cái máy phát của nó chúng ta nó sẽ có hai cái chế độ đó là chế độ manual và chế độ auto thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra luôn cả hai chế độ đó và chúng ta kiểm tra cái số giờ vận hành đấy số giờ vận hành rồi chúng ta ghi lại rồi kiểm tra cái tốc độ tần số rồi điện áp dòng điện áp suất nhiệt độ rồi là công suất đấy nó sẽ hiển thị hết trên cái bản màn hình đấy chúng ta có thể xem được hết vệ sinh tổng thể thì chúng ta sẽ vệ sinh cái phần uh, máy phát và phần phòng để máy phát những cái chỗ nào mà có nguy cơ chuột rồi rắn rồi um, các thứ chim chứ các thứ nó vào đấy thì chúng ta sẽ phải kiến nghị với chủ đầu tư để để có những cái biện pháp có thể là làm tấm đan đúng không? Làm tấm đan vào đấy để, để quây kín lại Tránh cái trường hợp mà chim chuột rồi là có thứ vào Mình thấy nhiều trường hợp mình đi xử lý là để chuột chui cả vào máy phát Cắn như hết tất cả các dây điện ra Đến lúc mà nhà máy mất điện một cái bắt đầu mới chạy nổ máy phát Nhà máy mất điện nổ máy phát, máy phát không chạy được bắt đầu là mới mới đi tìm thì chuột chiếc các thứ là chạy rồi cắn đẻ con đẻ cái trong máy phát quá ghê. Sau khi mà anh em chạy thử mà không gây phát hiện ra vấn đề gì, thì anh em sẽ tiến hành là bàn giao lại máy cho chủ đầu tư. đấy, xong là chúng ta ký tá biên bản nghiệm thu các thứ rồi là chúng ta về thôi. thì đấy là những cái uh, uh, nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái công tác mà bảo trì bảo dưỡng máy phát điện, đấy, bảo trì bảo dưỡng máy phát điện mình nhắc lại với mọi người là đây là những cái công việc mà mọi người thấy rằng mình nói sơ qua thì nó là nhìn nó nó cũng khá đơn giản nhưng mà nó là cực kỳ quan trọng nha mọi người nha cái phần bảo dưỡng máy phát là cực kỳ quan trọng bởi vì mọi người biết rằng có những cái nhà máy ấy, nó sản xuất mà mà công suất lớn Thế bây giờ đùng cái mất mất nguồn điện lưới phát mà hệ thống máy phát không chạy có những nhà máy là họ dừng thời gian họ dừng uh, máy ấy, dừng không làm ấy họ thiệt hại rất là lớn thiệt hại về về máy móc thiệt hại về nhân công đấy là một điều mà uh, cực kỳ nguy hiểm thì khi mà chúng ta mà để ý bảo trì bảo dưỡng máy phát thường xuyên đấy thì cái việc mà chúng ta bị gián đoạn trong cái việc mà uh, công tác sản xuất rồi là gián đoạn trong cái việc cung cấp điện nó sẽ xác uh, suất nó sẽ nhỏ đi đấy xác suất nó sẽ nhỏ đi thì đấy là cái chia sẻ một chút những cái kiến thức của điện Việt Nam chia sẻ đến anh em thì cũng mong rằng là nếu mà anh em cảm thấy cái chia sẻ của điện Việt Nam bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam ờ, nếu mọi người mà có ý kiến thắc mắc gì thì mọi người có thể comment bên dưới video hoặc có thể liên hệ với Điện Việt Nam trực tiếp theo số điện thoại 0966 056 984 Ờ, mọi người gọi điện không được thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo nha anh em sẽ hỗ trợ cho còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau bye bye anh em nhé chúc anh em một tuần mới làm việc an toàn và hiệu quả gặp nhiều may mắn nha nếu bạn thấy video bổ ích hãy like và chia sẻ cho mọi người đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé